review cho quý vị một căn nhà với đường trước nhà 10m. Hai xe container tránh nhau với cái căn nhà này, diện tích trên sổ đỏ thực tế 38,4m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng và với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc, vị trí là thuộc với lại thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội mọi người nha. Một cái vị trí cực kỳ mới trên kênh Nhà Tốt. Và với những cái căn nhà này thì Ngọc Anh quay đều có sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được ngay đúng như theo hiện trạng. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 5 tầng như quý vị nhìn thực tế trên video có như thế nào thì em sẽ quay và review đúng cho quý vị như vậy. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì toàn bộ nó ốp đá granite. Với cái thiết kế tầng 1 của ngôi nhà thì cửa chính là thiết kế cửa cuốn. Và bên trong ở đây, tầng 1 là thiết kế để gara ô tô nha quý vị. Quý vị nhìn thực tế ở đây đã có ngay cả cái hai cái chờ để đánh xe ô tô lên đây. Và cái thiết kế hoàn thiện về cái căn nhà này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng, vị trí rất là gần với lại trục đường quốc lộ 6. Từ vị trí căn nhà này cách với trục đường quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 200m, gần với lại thị trấn Chương Mỹ Trúc Sơn. Và với thiết kế của ngôi nhà thì như Ngọc Anh vừa chia sẻ rồi, diện tích 38,4m, sổ đỏ đầy đủ, sẵn sàng trao tay, có hỗ trợ về vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ở phần tầng 1 này nếu như quý vị không để ô tô thì quý vị có thể để làm phòng khách. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình, bởi vì cũng có những gia đình có xe và cũng có gia đình thì không có xe. Và quan trọng nhất ở đây Ngọc Anh đã chia sẻ nó là cái đường ngõ trước nhà, thì ở đây cái đường ngõ ở đây nó là 10m, cực kỳ hiếm ở trên kênh của Ngọc Anh mà có những cái căn nhà 10m như thế này nha quý vị. Nó đi lên tới vị trí căn nhà này thì nó cách với lại bến xe Nghĩa khoảng tầm 4km thôi mọi người ạ. Nói chung đi lại giao thông cũng khá là thuận tiện. Và quý vị nào nếu như mà đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc đang làm ở khu vực Chương Mỹ thì cái căn nhà này đáp ứng đúng những cái tiêu chí như quý vị mong muốn: đường to, ô tô thông thoáng, ngõ thông. Tầng 1 của ngôi nhà, ngoài cái phần để xe thì ở đây còn thiết kế một phòng vệ sinh cho quý vị nữa. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Theo như hiện trạng thì căn nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay. Với toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngoài ra ở đây cái phần ngăn cách giữa phần tầng 1 ở đây, ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần ở phía ngoài đây thì quý vị có thể nhìn thực tế là ở đây có một cái vách lam CNC nữa, cũng khá là hợp lý để ngăn cách cái phần phong thủy giữa phần cầu thang và ra cửa chính quý vị nha. Mặt tiền của ngôi nhà này 4m4 và mặt hậu của ngôi nhà này 4m4. Căn nhà này ngoài xin nhắc lại 38,4m². Và hiện tại giá chào bán của chủ rất là hợp lý, với một căn nhà ô tô vào nhà như thế này 3.650.000.000 đường trước nhà, hai xe ô tô có thể tránh nhau. Mời theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà mà Ngọc Anh muốn gửi tới quý vị. Đây, không gian tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế phòng khách và phòng bếp. Trước tiên đến với phòng khách thì đây, em sẽ giới thiệu phòng bếp trước cho quý vị. Với một không gian bếp rất là tươi trẻ, hiện đại, không kém phần ấm cúng nha quý vị. Đây là cái phần để tủ lạnh. Đây là không gian bếp. Đây, được thiết kế rất là hiện đại. Với cái phần tủ bếp ở đây, thiết kế cho quý vị xong với toàn bộ tông màu trắng chủ đạo của ngôi nhà. Ở đây ngoài ra thì chủ đầu tư có thiết kế cho mình một chiếc bếp, bếp và hút mùi mang tới thương hiệu Faster mọi người nha. Đấy, bếp từ hút mùi. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp, phụ kiện bếp đã được lắp đặt xong hết rồi. Chậu rửa đây, chậu đúc 304, vòi rửa đây quý vị có thể nhìn nhá. Nước thì sử dụng nước sạch và hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Đi lên tới trung tâm của Hà Nội thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12-13 km quý vị nhá. Nói chung là nó sẽ phù hợp với quý vị nào mà đi làm loanh quanh Hà Đông mà Bánh chia sẻ rồi. Cho nên là quý vị nào mà ở khu vực Hoàng Mai hoặc là Mỹ Đình hoặc là Cầu Giấy thì có thể cân nhắc cái quãng đường đi lại trước khi đến xem thực tế căn nhà. Còn nếu không, quý vị có thể mua để đầu tư hoặc là quý vị, nó cái này là tùy cái mục đích sử dụng của mỗi người. Đây là cái không gian phòng khách nha mọi người.
Đây là phần phòng khách và kia là phần phòng bếp. Còn như ông Ánh vừa chia sẻ và nhấn mạnh lại rồi, ví dụ phía dưới tầng 1 mà quý vị không để xe ô tô thì quý vị có thể thiết kế phòng khách ở phía dưới đấy thì nó sẽ rộng hơn. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã lắp đặt xong rồi. Với căn nhà này thiết kế khá là chỉn chu và cầu kỳ nha mọi người. Đây. Toàn bộ cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Đó. Ở đây là chủ nhà ở phía dưới tầng 1 cũng như là tầng 2 đều thiết kế cho mình một chiếc quạt trần rồi nha mọi người. Đó, như vậy ngoài đã review tầng 1, tầng 2 rất là cụ thể. Đường, hướng, giá, vị trí, mời cùng theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự nhau quý vị ạ. Thiết kế một phòng ngủ cực kỳ rộng và một phòng vệ sinh theo kiểu master ở phía bên trong. Với cái không gian phòng ngủ này như quý vị nhìn thực tế đây, phần mặt tiền của nó 4m4 cho nên là cái vào trong không gian nhà nó rất là thoáng nha. Cửa sổ này, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy chung cư Lộc Ninh Single Sky ngay ở thị trấn Trúc Sơn nha quý vị. Đó. Và với tầng 3 đây cũng toàn bộ sử dụng tông màu trắng cho nên bước vào trong không gian nhà quý vị có thể nhìn thấy rất là rộng. Và đặc biệt ở đây, mời mọi người theo em vào khám phá căn phòng vệ sinh phía bên trong. Với cái phòng vệ sinh này thì thiết kế ra sao? Đây, thiết kế hẳn cho mình một cabin tắm nha quý vị. Đây. Với cái cabin tắm này, bồn cầu liền khối này. Đây, gương mọi người ơi, lavabo bàn đá. Thiết kế đáp ứng đầy đủ cho quý vị rồi. Và cái không gian phòng vệ sinh này nó rất là đẹp, hài hòa nha mọi người. Mời mọi người theo em lên tiếp theo tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 3, nó chỉ khác một chút ít đó là phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài nha mọi người. Còn đây là cái phần tầng 4 của ngôi nhà. Như vậy với một căn nhà 5 tầng, đường to, ngõ rộng, thông thoáng, vị trí thì nó ngay gần với lại trung tâm của Trúc Sơn Chương Mỹ. Với cái căn nhà này, xung quanh cũng đầy đủ tiện ích cho quý vị, chợ, trường, phường, trạm, con cái đi học đầy đủ, cũng như là siêu thị. Ví dụ ở như nhất ở đây là gần với siêu thị Lanchimark Trúc Sơn. Từ vị trí căn nhà này nó ra với lại cái siêu thị Lanchimark Trúc Sơn nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Cửa, tất cả các cửa phòng ở đây đều là cửa nhựa lõi thép nha quý vị, rất là bền và được sơn màu trắng. Đây, và phần tầng 4 của ngôi nhà thì phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Đây, rất là rộng mọi người ạ. Ở trên tầng 4 thì không lắp cabin tắm, không lắp bồn tắm nữa, mà thay thế vào đấy là chỉ để bình thường như thế này thôi. Cho nên là cái khoảng không ở trong phòng vệ sinh rất là rộng. Trong phòng vệ sinh tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì đều là thiết kế ốp gạch lên trên tới tận trần nha mọi người. Rất là sạch sẽ, nhìn rất là sạch luôn và sang nữa. Đấy, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ. Mời mọi theo em lên khảo sát tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này với cái giá như thế, diện tích, vị trí như vậy thì cái sử dụng công năng nó có hài hòa hay không nhé. Tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây, bước lên trên phía tầng 5 có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực ở bên dưới. Và với cái thiết kế như sau, tầng 5 thiết kế một cái không gian phòng riêng ở đây, quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, khá là rộng, cửa sổ thông thoáng trước sau. Đây là cái phần sân phơi. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế căn nhà này. Đây mọi người ạ, xung quanh. Ở đây thì xung quanh còn khá là thoáng, rất là thoáng luôn. Bởi vì phía trước còn rất là nhiều đất đai. Đất ở phía trước thì hiện tại nó là đất trồng hoa màu mọi người ạ. Cho nên nó rất là thoáng, nếu như sau này mà có được chuyển đổi để xây dựng. Còn ở đây là xa xa phía tay ngoài kia, nó là cái khu liền kề Chương Mỹ mọi người ạ. Đó, Lộc Ninh nhá mọi người. Đấy, từ đây mà ra tới ở trục đường chính quốc lộ 6 thì như anh vừa chia sẻ rồi, nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, vuông vắn, không lỗi phong thủy bất kỳ một cái gì mọi người nhá. Và đây là cái khu vực để máy giặt. Đây là khu vực để máy giặt. Với một căn nhà đường to, ngõ rộng, thông thoáng thì chắc chắn là cũng sẽ có rất nhiều quý khách có thể tìm hiểu.
Ví dụ như một số khách hàng của em hiện tại đang kinh doanh online thì không quá quan trọng về cái vị trí, thì mọi người có thể cân đối cái căn nhà này, bởi vì là xe ô tô tải đỗ cửa thoải mái cho mọi người có thể hạ hàng, hoặc là nói chung là nó không ảnh hưởng gì đến cái đường xá xung quanh cả. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái vị trí căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0953 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.